Chào anh em nhé. Vừa rồi là mình xin được hai cháu gia hạn cho bà visa được thêm 3 tháng nữa. Đây, mọi người xem nào. Dấu thêm, đây là hết rồi nhá, hết 3 tháng. Gia hạn tiếp thêm 3 tháng nữa. Đó. Thì thủ tục mình xin chia sẻ một số thủ tục mọi người cần chuẩn bị khi gia hạn visa nhá. Trên đây mình video mình sẽ làm mọi người xem. Cách nhất là cách viết đơn, và thứ hai là những giấy tờ cần chuẩn bị. Đấy, thì mọi người xem nhé, rồi các cái cách viết lý do xin visa như nào và những cái lưu ý khi mình xin nhé. Đây là cái tờ đơn nhá, tờ đơn xin gia hạn visa thăm thân thêm 3 tháng. Thì ở cái mục này các bạn điền Kokuseki là quốc tịch Vietnam. Thế cái này là khu vực này là các bạn điền năm sinh, tháng sinh và ngày sinh. Còn khu này là khu điền tên, tên của người được bảo lãnh, ông bà bố mẹ mình. Thế đây là con trai con gái, thì điền giới tính ở đây. Cái khu này là người phụ thuộc thì thường những người được bảo lãnh ở từ Việt Nam sang 3 tháng nên sẽ không phụ thuộc, thì các bạn tích lâu rồi nhá. Thế công việc thì các bạn cũng ấn chữ Nasi ở đây, điền chữ Nasi ở cho mình, và đây là địa chỉ ở Việt Nam, số 7 là một địa chỉ Việt Nam. Thế mục số 8 này thì là địa chỉ ở bên Nhật nhé, vì có con cái người bảo lãnh là ở bên Nhật. Cái khu vực được số điện thoại này thì các bạn Nasi cho mình, còn đây là số điện thoại di động các bạn điền vào đây. Mục thứ 10 là các bạn điền số hộ chiếu nhé, số hộ chiếu của cái người được bảo lãnh, ông bà bố mẹ đấy. Thế cái ngày hết hạn 5 năm tháng ngày hết hạn. Thế còn cái cư này thì các bạn tan kim dai 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 số cử ở đây, tay dai vào đây. Đấy, tan kim tay dai vào đây, điền y mình ở đây. Thế mục đích xin xin là 90 ngày, nếu bạn xin ngắn hơn thì ghi 90 ngày, ghi thêm trừ ngày đi, các bạn trừ ghi số ngày vào đấy. Thế cái đây là cái mục thứ 11 này, này chỗ này là cái ngày hết hạn của cái hộ chiếu mà mình xin gia hạn trước ấy. Mình xin 3 tháng trước, bây giờ hết rồi thì mình viết cái ngày hết hạn vào đây là tháng 3 là hết, 10 tháng 3 là hết rồi mình xin. Cái ca đồ thì mình không có, mình ghi cho mình như tôi này đó, như này là được. Em mục mục cái ghi bô của mình như là xin thêm 90 ngày. À, cái mục 14 này là lý do, thì các bạn có thể lý do là chăm sóc con cái, các bạn dùng từ điển dịch vào đấy, điền vào đây. Nhưng mình thì sinh đôi nên là mình vợ mình ngồi sinh đôi nên là cần bà chăm sóc, là thêm xin thêm 3 tháng nữa mình ghi vào đây. Đấy, người ta vô bạn cần đá bạc ca đi sẽ các chữ tây chirai mascara, các bạn mình ghi vào đây. Nên cái mục mà phạm tội không các bạn tích vào lâu cho mình nhá. Mục số 16 này thì này có những người thân, bạn bè, anh chị em gì đấy, anh chị em, người thân, gia đình thì các bạn đều dưới, thì các bạn tích vào chữ có nhé, tính mù có 16. Thì ở phần dưới này thì nó sẽ bắt liệt kê tên những người mà người thân, bố mẹ, anh chị em ở Nhật ấy. Thì điền tên ở đây thì trong đó tên của mình tên vợ, tên con, hai đứa. Đấy, chỗ khu này là điền ngày tháng năm. Đấy, quốc tịch thì là bây giờ nó mới hết, thì có ở cùng hay không thì các bạn điền vào đây nhá, thì tích vào ở cùng hết. Thế chỗ khu cột này thì các bạn là điền tên công ty, nếu vợ làm bai tổ thì điền thêm công ty của vợ nữa, còn không thì các bạn cứ là xin hết cho mình. Ở mục cuối này thì là cái số thẻ gai nhá, số thẻ gai của người ở chú hay là có thẻ gai học sinh, của thực tập sinh hay là kỹ sư thì các bạn điền vào đây, của vợ con điền hết vào đây cho mình. Thế ở đây đây là sang một tầng 1. Đó, đây khu vực tầng 1. Sang tầng thứ hai nữa, thứ hai này nhé. Đấy, các bạn thăm thân ấy thì du lịch, đây là khu vực du lịch. Đấy, thăm thân thì mình điền vào chỗ này nhé. Điền vào này mình. Thế còn cái ô này bỏ trống, không cần thiết. Thế cái khu vực này thì là mình ghi là hỗ trợ với con cái. Đấy, mình ghi vào đây. Như mình được. Đấy, khu vực mà hoạt động của cái người mà mình bảo lãnh ở khu nào ấy, thì mình ghi ở khu vực ở là Shigaken, Higashiyomizu là khu này.
hai cái bạn ghi giống nhau được. Các bạn ở khu nào thì bạn điền vào đấy hai cái nhé. Đấy. Thế ngày dự kiến các bạn về là 19 thêm 3 tháng thì mình phải kiểu điền cái ngày dự kiến là cộng thêm 3 tháng là 9 ngày thì các bạn ước tính là các bạn điền vào đây. Của mình là tháng 3, mùng 10 tháng 3 hết thì mình cái 3 tháng là mùng 6, mùng 8 tháng mùng 10 tháng 6 thì mình đến mùng 8 tháng 6 là về. Thế ở chỗ khu vực này là 21 này là các bạn điền cái chỗ mà bạn đã đặt vé máy bay chưa? Máy bay thì số pin là bao nhiêu thì mình đã có rồi và đặt số pin là VN Vietnam Airlines 139. Cái này rất quan trọng nha các bạn. Các bạn mà chưa có cái vé máy bay này thì nhiều khi là xin ra 3 tháng chỉ cho một tháng hoặc tháng rưỡi thôi là dính như thế. Nhưng nếu các bạn có vé đặt vé máy bay rồi thì nó sẽ mặc định nó sẽ cho bạn đến cái ngày đấy. Nó sẽ không không chặt mấy. Đấy. Bây giờ xin là cái điểm 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 cộng của anh em mà xin visa này, hộ chiếu này. Nếu các bạn không có xin một cái giấy người đặt vé máy bay ấy, xin tạm một cái vé về người ta tạm mà chưa về mua tạm 300 nghìn đấy thì các bạn phải có cái giấy chứng nhận là về nước vào cái ngày nào vé bay thì nó sẽ ưu tiên hơn đấy. Cái mục 22 các bạn bỏ qua nhé. Còn cái mục này là nếu mà cái người đi lục đại diện là người lục lục cho ấy, thì các bạn điền tên vào đây tên quan hệ địa chỉ số điện thoại nhưng mà thường mục này bỏ đi nhé các bạn không nên điền vào mà lên kêu trực tiếp người nhà lên nhé, đừng có cầm nó ra lên không là nó không cho đâu, nó hay bị bắt bẻ ấy. Nên tốt nhất là bỏ người đi và các bạn trực tiếp lên, đưa trực tiếp lên. Thế chỗ này thì các bạn cho người nhà ký tên vào và ghi ngày tháng mà mình đi lên lộ. Đấy. Đây là cái mục viết tờ đơn, thế nên các bạn để ý kỹ cho mình nhé, đừng ghi sai nhé. Đấy. Thế ngoài ra thì có cái mục lý do, đây là lý do mình viết lý do này. Lý do thì các bạn cứ mình sẽ để ở cái phần link ở dưới các bạn có thể vào nhé và các bạn đào về đây rất là lý do thì các bạn cứ ghi những copy nha cho mình vào tên chuyển đổi tên thôi và ngày tháng năm sinh thì các bạn lấy lý do là các bạn sửa một số cái chữ mục trên này thường các bạn giống nhau các bạn cho một mục này các bạn giống nhau các bạn có thể nguyên được đổi tên thôi còn khu này là tên của vợ thì các bạn đến tên của vợ ngày tháng sinh của vợ vào đây đấy rồi thì khi nào sinh ra thì hiện tại con cái được mấy tháng của mình được 7 tháng thì từ ngày nào thì là vợ con đến Nhật thì đón người nhà sang thì bà cùng sang hoặc là ông bà cùng sang thì đấy thì do trong quá trình mà sinh con này các bạn cần ông bà giúp đỡ gì gì đấy thì các bạn ghi vào đây thế tên này là tên của cái người ông bà bố mẹ ông bà thế ngày hết visa thế xin muốn xin thêm 90 tháng ngày nữa thì điền vào đây đấy. Thế các bạn sửa một tí thôi, không có gì cả, cũng đơn giản. Thế xong các bạn viết y cho mình như này. Rồi xong là đây là lý do. Đó. Các bạn copy về các bạn sửa nhé. Thế tiếp theo là những cái giấy cần thiết là giấy xác nhận công việc này, hiện tại này. Cái lịch trình này. Đấy. Lịch trình là rất chi quan trọng nữa. Lịch trình đây, lịch trình này nhá. Thì là các bạn phải viết lịch trình là từ cái thời điểm mà ông bà bố mẹ sang Nhật. Cái ngày bắt đầu sang Nhật đấy. Ở Nhật đấy, đấy, đây là mình ghi này, đó, của nhà xa, đấy, xong là đến thời điểm là cuối cùng là thời điểm đây, đó, là thời điểm mình về, đấy. Các bạn ghi đầy đủ từng ngày một cho mình nhá, đó, đủ từng ngày một, đó. Lịch trình rất quan trọng nhá. Thế cái giấy kết hôn thì các bạn không cần đâu, cái giấy khai sinh cũng không cần, các bạn chỉ cần cái giấy hộ khẩu mới, hộ khẩu mà loại mới. Mấy cả cái bản dịch của họ là mới đấy thôi xong là trong cái giấy xác nhận công việc thì có một cái giấy nữa là cái giấy Gian Dakar Sume là cái giấy chứng nhận ngân hàng ấy các bạn phải có nhá không có giấy chứng nhận ngân hàng các bạn không nó sẽ không được không có là không 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 bảo lãnh đâu đấy giấy nhận của ngân hàng là những cái rất quan trọng và cái ở cái bảng mà mình viết đây này thì không cần phải gắn ảnh đâu nhá không phải gắn ảnh đâu một qua nó không cần ảnh tại vì không phải là thẻ nên là không cần ảnh nhá nó không đổi ảnh à, nó cũng không cần giấy khai sinh nó chỉ cần cần là hôm trước mình cầm giấy khai sinh nó giả về là không cần giấy khai sinh nhá chỉ cần giấy cái giấy mà hộ giấy hộ khẩu lại mới bản dịch thôi thứ hai là cái hộ chiếu của người bảo lãnh và sổ và hộ chiếu của người được bảo lãnh hai cái photo với thẻ gai ô tô đấy thôi nó cũng không đòi nhiều mình cầm lên nó làm trong vòng tầm 3 phút là nó cấp luôn đấy. Các bạn chú ý nhé.
Thì những cái gì cần thiết mình sẽ điền cho các bạn ở dưới, thì các bạn để ý làm theo. Chúc các bạn thành công nhé. Thì ngoài ra các bạn có thể vào trong web này, có thể download về này. Trong web này, trong web này mình cũng đã làm rất đầy đủ. Trong web đây, trong web cùng web của mình làm ra chủ yếu phục vụ cho mọi người đi xin visa các thứ. Đây là thủ tục gia hạn visa này, ra cho kỹ sư là các cái mình đã hết cho các bạn tích vào đây rồi, cho nó có file download đấy, file download đó. Thì các bạn đo về rồi xuống dùng thôi, mình để sẵn rồi đây file download này đó. Các bạn download về rồi dùng thôi đó. Cách hướng dẫn viết như nào thì mọi người có thể nhìn qua đây của người làm đó, đơn giản thôi. Chúc mọi người thành công nhé. Xin chào anh em nhé. Vừa rồi là mình xin được hai cháu gia hạn cho bà visa được thêm 3 tháng nữa đây, mọi người xem. Dấu thêm đây là hết rồi nhá, hết 3 tháng gia hạn tiếp thêm 3 tháng nữa. Đó. Thì thủ tục mình xin chia sẻ một số thủ tục mọi người cần chuẩn bị khi gia hạn visa nhá. Trên đây mình video mình sẽ làm mọi người xem. Cách nhất là cách viết đơn, và thứ hai là những giấy tờ cần chuẩn bị. Đấy, thì mọi người xem nhé, rồi các cái cách viết lý do xin visa như nào và những cái lưu ý khi mình xin nhé.